các bạn đến với Tarot Bánh Quy và mình là Andy đây Thì đó Bánh Quy như một trạm dừng chân nơi bạn có thể ngồi ăn một chiếc bánh quy uống một ngụm trà Và lắng nghe những câu chuyện nhỏ về sơ lớp và cuộc sống Mong bạn luôn ấm và em chiếc bánh và chiến trà trong hành trình sắp tới Vui vì đã ghé thăm Thì uh, hôm nay sẽ là clip dự đoán về uh, tuần Thật ra nói là tuần cuối tháng 2 cũng đúng Mà nói là tuần uh, <laughs> tuần chưa cuối cũng được <laughs> Nói chung là tuần sau Tết ha Thì ở đây mình có tụ 1 tụ 2 và tụ 3 thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích ha. Mình sẽ để đá vào sau. xin chào các bạn chọn từ số 1 ha. Trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhớ đăng ký kênh like share để lại bình luận cho mình ha. Thì uh, uh, lá bài đại diện cho bạn trong tuần đầu tháng uh, không phải tuần đầu mà là tuần cuối tháng 2. <laughs> các bạn có lá The Create. Thì đối với mình á uh, thì The Create uh, trong cái uh, tuần cuối tháng 2 này mình nghĩ nó là một cái khoảng thời gian mà các bạn muốn dùng cái năng lượng này để tập trung cho những cái việc nào đó mà mình tại vì hôm nay mình nhìn đó thì mình cảm thấy là cái năng lượng nó nó tập trung vào cái hình cái cái uh, ngôi sao màu xanh này nè và mình cảm giác giống như là trong thời gian tới có thể là các bạn sẽ rất là tập trung vào một cái mục tiêu hoặc là một cái uh, công việc hoặc một cái đích đến hoặc một cái chuyện nào đó mà mình cảm giác giống như là các bạn biết đây là cái khoảng thời gian mà các bạn cần phải hướng cái năng lượng vào mình cũng cảm giác là cái tuần cuối tháng 2 này á các bạn um, xác định rõ được cái gì đó ở đây có thể là mục tiêu trong công việc trong cuộc sống trong định hướng nào đó trong thời gian tới uh, mình cũng cảm giác là các bạn có hai cái luồng suy nghĩ mình không không biết là các bạn sẽ hướng vào cái nào một là mình cảm giác đây là hình ảnh của một cái quyển quyển tập mà các bạn khép lại và các bạn cầm cái gáy của cái quyển tập ở đây nè cầm cái gáy của cái quyển tập tức nghĩa là bạn khép là một cái chương nào đó cũng có thể là một cái quyển sách nó đen theo hình hướng là mở ra theo đúng cái nghĩa là the create thì mình nghĩ là tùy năng lượng của các bạn thì có người sẽ khép lại cái chương nào đó và cũng có người sẽ làm mở ra một cái chương nào đó về cảm xúc và um, năng lượng của các bạn thì mình cảm giác cảm xúc của các bạn thì nó khá là tươi mới và mình cảm giác giống như là các bạn sẵn sàng đón nhận khá là nhiều thứ mới trong cuộc sống còn về năng lượng thì mình cảm giác năng lượng của các bạn tương đối ổn ha, mình cảm giác một cái sự bình ổn và một cái sự gọi là bằng phẳng thì để mình thử coi là công việc trong tuần đầu tháng ở tuần cuối tháng hai, cứ sau tết là mình mặc định là đầu hoài, tuần cuối tháng 2 nó sẽ như thế nào ha, các bạn có ba gậy, hai gậy và các bạn có 6 cốc thì đối với cái năng lượng ở đây thì mình cảm thấy là trong cái tuần cuối tháng 2 này Mình cảm giác giống như là các bạn hình dung được cái bức tranh trong thời gian tới là cái gì Và mình cảm giác giống như là cái hình dung này nó cũng không có khác lắm Giống như có ba cái hình dung thì hai cái nó tương tự như cái mà bạn đã định hình Thì mình cảm giác các bạn khá là uh, chuẩn chỉ cái bài và cũng như là các bạn khá là uh, hình dung được Gọi là cái um, Gọi là hình dung được cái 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 việc mà mình phải làm mình cảm giác giống như là chỉ có một, một cái gì đó một là nó ngoài cái sự tính toán của bạn hoặc là một cái gì đó nó hơi lệch đi thôi nhưng mà mình cảm thấy dù cái lệch đó nó như thế nào thì mình cũng cảm thấy là nó tương đối uh, nằm trong cái tầm kiểm soát hoặc là nó tương đối như bạn định hình mình chỉ cảm giác giống như một số bạn sẽ phải điều chỉnh là một cái gì đó ở đây nhưng mà mình thấy không có quá nhiều công việc ở trong cái khoảng thời gian cuối tháng 2 này nó cũng tương đối uh, mình cảm giác giống như là nó chậm thôi mình không có cảm giác nó nhanh mình cảm giác giống như là khoảng thời gian này thì các bạn cũng cái giống như là cái bộ máy của các bạn nó cũng chỉ đang bắt đầu gọi là uh, vận động lại cũng bắt đầu gọi là chạy lại cho đều thôi mình chưa có cảm giác công việc nó nhiều tuy nhiên một số bạn á, thì mình cảm thấy có thể là một số bạn sẽ dành thời gian để tập trung cho một cái um, một cái việc nào đó trong thời gian tới và mình cảm giác giống như là các bạn sẽ muốn uh, đầu tư vào nó nhiều hơn giống như hồi nãy mình nói ngay từ đầu mình đã cảm giác có một cái năng lượng của sự đầu tư ở đây và mình cảm giác cái này sẽ là một cái năng lượng nó dài hạn um, dài hạn ở đây đối với mình là tầm 3 đến 6 tháng thôi mình không mặc định nó là một cái gì đó nó, nó nó lâu hơn ha là cái thứ hai mình thấy cái thứ ba nữa là nếu mà bạn nào uh, đang có những cái sự đầu tư nào đó cho một cái uh, có thể là trong công ty của bạn có một những cái chi nhánh mới nè có những cái phòng ban mới nè hoặc là có những cái dự án mới hoặc là những cái Team làm việc thay đổi nào đó thì có thể là có người mới tới hoặc là có sếp mới gì đó thì mình cảm giác là cái phong thái làm việc mới trong cái năm nay nó sẽ có một cái sự điều chỉnh theo cái nhân vật này hoặc là có thể bạn sẽ triển khai hoặc là bạn sẽ thực hiện một cái gì đó mới trong cái trong cái trong cái, trong cái cách làm việc trong cái cái cách quản lý điều hành gì đó trong cái phòng ban của bạn tại mình thấy có một cái sự thay đổi trong năng lượng điều hành những cái bạn nào mà đi phỏng vấn xin việc đó, thì mình cảm giác cái buổi phỏng vấn nó sẽ diễn ra khá là uh, mình nghĩ là nó nó khá là trơn tru nhưng trơn tru ở đây không có nghĩa là nó dễ nha trơn tru ở đây mình cảm giác tức nghĩa là những cái gì bạn chuẩn bị bạn đi phỏng vấn người ta hỏi gần như sát như cái cái list câu hỏi mà bạn à, bạn bạn suy nghĩ hoặc là bạn định hình Tuy nhiên thì à, mình cảm giác cái buổi phỏng vấn nó hơi căng, căng ở đây tức nghĩa là cái mức độ của câu hỏi hỏi khá là chuyên nghiệp và hỏi khá là đúng trọng tâm. Thành ra những cái bạn nào mà đi phỏng vấn trong thời gian này mình nghĩ là các bạn cần nên chuẩn bị kỹ, nhưng mà mình cảm giác là bạn cũng thể hiện được 7 hoặc là 8 trên 10 cái cái năng lực cũng như là cái cái câu hỏi phỏng vấn thành ra mình cảm giác cái xác suất mà bạn đậu cũng cao nha. Trơn tru ở đây đối với mình đó là một cái sự gọi là một cái, một cái một cái một cái sự thể hiện tương đối tương đối tốt ở phần bạn rồi ha, mình nghĩ không có vấn đề đó. Nhưng mà mình thấy câu hỏi khó nha. À, người đưa... À, về chuyện tình cảm và mối quan hệ của những bạn độc thân ha. Các bạn có người đưa tin cốc Các bạn có sáu gậy. Và các bạn có người đưa tin kiếm ha. Uh, ở đây thì đối với những cái bạn độc thân á thì mình cảm thấy là trong thời gian tới các cái mối quan hệ của các bạn mình thấy khá là nhiều năng lượng trẻ nha. tại vì hồi nãy từ cái lá sáu cốc này mà mình cũng đã thấy năng lượng trẻ rồi. thì bây giờ mình lại tiếp tục mình thấy nhiều năng lượng trẻ nữa. thì mình cảm thấy giống như nếu mà các bạn gọi là có đôi uh, độc thân á mà các bạn trong thời gian tới các bạn phải làm việc nhiều với những cái người trẻ tuổi hoặc là những cái năng lượng trẻ, tức nghĩa là họ thiếu kinh nghiệm hơn bạn hoặc là họ trạc chạc bạn thôi á thì mình cảm giác là sẽ có khá là nhiều người Uh, tiếp cận tuy nhiên mình cảm giác nó hơi bị lệch năng lượng một chút có thể một số bạn sẽ cảm thấy giống như là uh, mình không có uh, kiểu giống như không phải là không phù hợp nhưng mà mình cảm thấy giống như là bạn một là bạn chạy theo không kịp hai là năng lượng của bạn không có nhiều và mình cảm giác giống như là bởi vì cái năng lượng nó hơi dao động kiểu giống như là bạn làm việc trong một cái môi trường mà nó đòi hỏi cái sự linh hoạt năng động Uh, hoặc là bạn không có bắt kịp những cái cái năng lượng trẻ thôi kiểu giống như là giống như ví dụ như họ cập nhật liên tục họ thay đổi liên tục um, hoặc là công việc nó đòi hỏi cái guồng quay hơi hơi kiểu giống như làm thơi nhanh hoặc là kiểu giống như là mỗi cái một một chút hoặc là công việc nó linh tinh gì đó thì mình cảm giác bạn sẽ phải chạy một chút ha một số trường hợp á, thì mình cảm giác là trong thời gian tới các bạn sẽ có rất là nhiều cái cuộc hẹn cuộc gặp hoặc là những cái cuộc vui chơi giải trí hoặc là những cái buổi cà phê những cái buổi sinh hoạt những cái buổi tiếp cận những cái buổi trao đổi với rất là nhiều đối tượng khác nhau mà mình cảm giác ở đây giống như có thể là mình cảm giác có những cái buổi mình bạn rất là thoải mái nhưng mà có những cái buổi mình cảm giác nó hơi gượng và nó hơi gồng á, đặc biệt là những cái bạn nào mà phải làm việc trong một cái môi trường mà nó hơi mang tính xã giao, mang tính phép tắc, mang tính lễ nghi hình thức á thì mình cảm thấy cái năng lượng mang tính hình thức hơi nhiều. Những cái bạn nào mà đang có những cái có dự định mà làm À, làm việc sinh hoạt trong một cái tổ chức cộng đồng hoặc là tham gia những cái lớp năng khiếu những cái lớp bổ sung à, những cái lớp liên quan đến kiểu giống như là gọi là ngoại khóa đó thì mình cảm giác thời gian tới bạn cũng tiếp cận khá là nhiều cái đối tượng ha à, còn về chuyện tình cảm của các bạn đó thì mình cảm thấy ở đây cái năng lượng thì mình nghĩ chắc một là có người thích bạn hay là bạn có thích để ý người ta. Tại vì ở đây có hai cái lá page nhưng mà mình 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 cho hai trường hợp luôn, một là bạn để ý người ta, hai là có có hai người để ý bạn. Thì mình cảm giác ở đây bạn cũng mình cũng không biết là bạn sẽ chọn ai hay là bạn sẽ thích ai hay là ai sẽ thích bạn. Nhưng mà mình cảm giác ở đây nếu thật sự mà bạn đang có cảm tình hoặc là tình cảm với ai đó thì mình cảm giác giống như là sẽ có một cái sự cân nhắc và lựa chọn giữa cái đối tượng. Tại vì ở đây hai cái năng lượng này cũng khá là tương tương không phải là tương khắc nhưng mà đại loại là nó hơi ngược nhau một chút tại vì một bên là cốc một bên là kiếm bản thân bạn thì mình nghĩ sẽ nghiêng về một người nào đó nhiều hơn nhưng mà mình cũng chưa thấy cái quyết định chọn của bạn là ai còn nếu mà bạn đang để ý một ai đó thì mình nghĩ cái người này thì họ cũng có suy nghĩ và cân nhắc về bạn tuy nhiên mình cảm giác cũng khá là thận trọng và cũng khá là Uh, cũng chưa có rõ ràng đâu, tại vì cái năng lượng đây là cái năng lượng page, thành ra nó còn khá là mới và mình cảm giác bạn sẽ cần thời gian để um, tiếp cận và tiếp xúc nhiều hơn. còn nếu không thì mình sẽ dịch cái năng lượng này là có người tiếp cận và thể hiện tình cảm với bạn, nhưng bạn sẽ khá là cân nhắc và đắn đo về cái, cái 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 kết nối này, ha. tại vì mình cảm giác có thể một là trong lòng bạn đã có đối tượng rồi, hai là bạn, bạn một là hai là bạn không 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 hẳn bằng kết nối được với người này, ha kiểu giống như là một uh, kiểu giống như bạn không có tình cảm lắm đó um, rồi về tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha đối với những bạn có đôi có cặp thì mình cảm giác là trong khoảng thời gian sắp tới các mối quan hệ xung quanh của các bạn mình thấy khá là đẹp ha bạn có nữ hoàng tiền vua kiếm và một cốc bạn rất là đẹp luôn mình cảm giác thời gian tới bạn có thể sẽ làm việc và kết nối với những cái người có năng lượng ngang bằng hoặc là cao hơn bạn. Những cái người này đại đa số là những người mình nghĩ là họ đã đạt được một cái vị trí hoặc là một cái sự vững chãi nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc của họ rồi và những cái người này mình nghĩ có thể họ có những cái cơ hội và những cái sự trao đổi nào đó với bạn về công việc nha và hoặc là cơ hội về nghề nghiệp hoặc là không là cơ hội về cuộc sống nói chung là những cái gì đó liên quan đến sự trao đổi về cơ hội nhưng mà ở đây nó không hẳn là việc là hợp tác làm ăn hay là uh, kiểu giống như làm kiểu giống như làm đến để có mục đích gì đó với bạn mà là giống như ví dụ như là mình ví dụ như một cái người anh người chị hoặc là một cái người sếp gì đó họ nói ờ ừ, bây giờ họ có một cái công việc họ có một cái dự án họ có một cái vị trí họ có một cái cơ hội công việc nào đó cho bạn bạn có cân nhắc bạn có muốn làm hay không bạn có muốn thử sức hay không hay là giống như họ nói là à bây giờ với cái sự nghiệp của bạn như vậy thì họ đưa ra một cái lời khuyên giống như là ừ nên học thêm cái lớp a cái chứng chỉ b cái bằng cấp c đi thì sẽ có một cái cơ hội thăng tiến hoặc là cái con đường nghề nghiệp của bạn nó sẽ rộng lối hơn cái kiểu mà họ tư vấn họ định hướng cho bạn nhiều hơn và mình cảm giác bạn sẽ khá là cân nhắc về cái việc mà mà mình có nên tham dự hoặc tham gia hoặc là thử mình trong một cái cái lĩnh vực hoặc là một cái vị trí mới hoặc là một cái hướng đi mới hay không tại mình cảm giác cái này nó cần một cái sự đầu tư ha về thời gian về công sức cũng như là bạn cần phải bỏ công nhiều về cái gọi là um, cho cho cái hướng đi mới này còn nếu không thì nữ hoàng tiền và vua kiếm này thì bạn sẽ có những cái cuộc gặp gỡ và đối thoại hoặc là làm việc với những cái người có chức quyền chức cấp chức trách độ cao um, nếu không nữa thì đây là năng lượng về gia đình của bạn thôi tại nữ hoàn tiền thì thường liên quan tới mẹ tới chị hoặc là một cái người mà người thân là nữ trong gia đình còn nếu không thì bạn phải làm việc với một cái người mà um, mình cảm giác giống như là họ mang một cái năng lượng liên quan tới gọi là một cái người bạn khá là nể phục ha tại vì nữ hoàn tiền và vua kiếm tức nghĩa là một người có chuyên môn và trình độ và bạn khá là nể hoặc là nêu gương ha về chuyện tình cảm của bạn với người với người yêu thì mình cảm giác mối quan hệ nó nó, nó ổn, nó ổn ở mức gọi là bình ổn và mọi thứ nó cũng tương đối à vững chắc và vững chãi, mình cảm giác hai bạn sẽ tương đối đầu tư vào mối quan hệ nhưng mà cái mối quan hệ nó sẽ hơi trầm, tuy nhiên mình cảm giác cái tình cảm thì nó không có lung lay và ngoài ra mình cũng cảm giác nó sẽ có một cái sự cam kết nào đó nhất định trong thời gian tới đối với những cái bạn mà đang có ý định đẩy cái mối quan hệ lên thành một cái level cao hơn ha giờ mình qua tới phần thời vận và sức khỏe của các bạn. Ha. thì các bạn có lá chính gậy, các bạn có lá người đưa tin, à không tám tiền, ha. tưởng người đưa tin, nói chứ là các bạn quá nhiều lá người đưa tin luôn á, 10 tiền. À, trong thời gian tới mình thấy một số bạn sẽ có cơ hội vì đó gì đó liên quan tới tiền bạc ha đặc biệt là những cái phần thưởng những cái sự công nhận những cái sự gọi là uh, khen thưởng nhưng mà rõ ràng cái này mà nói trước không phải là do may mắn mà là do bạn bỏ công bỏ sức tức nghĩa là cái này là cái mà bạn đã đầu tư từ trước bạn đã tích góp từ trước hoặc là bạn đã thực hiện từ trước, đây không phải là may mắn theo kiểu giống như là trúng cái này hay là được lọc hay là được cái gì, nó là do công sức, do năng lực của bạn bỏ ra. Thời vận của bạn thì mình cảm giác có thể là có một vài cái trục trặc nhỏ uh, ngoài dự tính nhưng mà mình cảm giác là bạn có thể xử lý nó được, có thể là một cái trục trặc hư hỏng nào đó liên quan tới máy móc và thiết bị ngoài mong muốn hoặc là ngoài dự định thôi. Trong một số trường hợp có thể liên quan đến việc di chuyển hoặc là đi đứng nhưng nó không phải là tai nạn, nó là kiểu giống như là ví dụ như là Uh, đi trễ xe hoặc là uh, xe đi di, di, di chuyển sớm hơn hay là đặt xe không được nói chung là một vài cái vấn đề liên quan đến việc di chuyển thôi. Uh, về uh, sức khỏe của mấy bạn thì mình cảm giác một số bạn thì hơi có vấn đề một chút gì đó liên quan đến việc gọi là nóng ở trong người nha, mụn nhọt, nóng gan hoặc là những cái gì đó liên quan đến gọi là À, sinh nhiệt trong cơ thể mình cảm giác các bạn có thể là cần phải điều chỉnh cái thói quen ăn uống hoặc là các bạn đang dùng rất là nhiều thức ăn và nước uống liên quan tới đồ chiên xào dầu mỡ hoặc là những cái thức ăn dầu đạm hoặc là rất là giàu năng lượng nhưng mà mình cảm giác bạn tiêu xài không có hết nha. À, xin chào các bạn trận tự số 2 ha. À, trước khi vào phần giải bài các bạn có thể nhấn đăng ký kênh like share để lại bình luận cho mình ha. Thì uh, đáp bài đại diện cho năng lượng của bạn trong tuần cuối tháng 2 này ha các bạn có la the windy thì đầu tiên thì mình cảm giác là trong cái tháng 2 này mình cảm giác là cái năng lượng của bạn chắc chắn phải cao tại vì mình cảm giác thứ nhất là bởi vì cái lá này nó đại diện cho cái sự khởi đầu hoặc là ít nhất là nó có sẵn cái tìm được trong bạn rồi tại vì trong phim thì cái lá này là cái lá duy nhất còn sót lại trong bộ bài khi mà bộ bài nó bay đi thì cái bộ cái lá này lá duy nhất còn lại mình cảm giác là năng lượng tự thân <laughs> hoặc là năng lượng tự có trong một số trường hợp thì một số bạn có thể là các bạn sẽ um, hơi um, mình cảm giác giống như hơi là hơi tập trung cái 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 năng lượng này vào một cái mục đích gì đó nhưng mà mình cảm giác là có thể các bạn sẽ phải um, sử dụng khá là nhiều trí lực hoặc là hoặc là gọi là thể lực hoặc là nói chung là cái gì mà gọi là lực lực nói chung á trong cái tháng trong cái tuần cuối của cái tháng này ừ. hoặc là trong thời gian nội tháng này một số bạn thì mình cảm giác là các bạn sẽ có những cái định hướng um, những cái kết uh, không không phải kết quả mà là những cái định hướng những cái gì đó phải làm hoặc là các bạn phải thực hiện trong cái tháng này và mình cảm giác giống như là um, nó 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 không phải là kiểu kế hoạch, nó là kiểu việc phải làm hoặc là một vài cái cái điều mà cần phải thực hiện trong 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 tương lai gần và mình cảm giác mọi thứ nó đã lên bàn lên bàn cân hoặc là nó đã lên lịch hết rồi, mình cảm giác bạn sẽ không có thay đổi hoặc là không có sự um, điều chỉnh gì được. Ờ, trong thời gian tới tuy nhiên mình cảm giác cái kết quả, kết quả hoặc là những cái thành quả nó có thể tương đối tương đối ổn so với bạn hoặc là nó cũng tương đối tốt về cảm xúc thì mình cảm giác có thể trong thời gian này lý trí của bạn nó lên ngôi hơn là cảm xúc và mình cảm giác bạn sống rất khá là thực tế năng lượng của bạn thì mình thấy rồi mình thấy cao ha và mình cảm giác mọi thứ nó cũng sẽ diễn biến khá là nhanh thì để mình thử mình coi coi là trong tuần này công việc của bạn như thế nào ha bạn có the star bạn có the impress và bạn có for ở trong bộ bài này là bốn tiền ha, thì đối với những bạn chọn tụ số 2 á, thì công việc của bạn trong cái tuần lễ này mình cảm thấy là uh, mình cảm thấy là các bạn uh, làm việc với một cái tâm thế là việc đến đâu làm tới đó công chuyện mọi thứ mình cảm thấy bạn sắp xếp nó khá là ngay ngắn trật tự và lề lối mọi thứ nó đều theo một cái cái uh, một cái sự sắp xếp và chuẩn bị tương đối kỹ càng và rõ ràng mình cảm giác các bạn cũng không có quá bận tâm hoặc là khá là gấp gáp gì trong cái thời gian tới mình cảm giác mọi thứ là các bạn có một cái sự cân chỉnh và điều chỉnh hết rồi và uh, trong một số trường hợp á mình cảm giác là ngoài cái công việc chính ra thì các bạn còn có những cái công việc phụ và những cái hướng đi khác và mình cảm giác có thể thời gian tới các bạn cũng tương đối bận rộn hoặc là tương đối có nhiều kế hoạch hoặc là việc phải làm tuy nhiên nó sẽ không tiến triển hoặc là không có đồng loạt mà mình cảm giác nó sẽ đi theo tuần tự tức nghĩa là uh, nó sẽ phát triển thí dụ như là trong thí dụ như bây giờ tuần này là tuần cuối tháng 2 thì các bạn sẽ có công việc trong tuần cuối tháng 2 xong cái hết tuần thì qua đầu tháng 3 thì sẽ có công việc đầu tháng 3 rồi công việc giữa tháng 3 ví dụ như vậy nó sẽ là tuần tự nó phát triển hoặc là nó nó khởi nó khởi nó bắt đầu chứ nó không có kiểu là đùng một phát là nó nó tiến triển cùng một lượt mình cũng cảm thấy công việc của bạn nó sẽ hơi nhiều nha nó hơi nhiều nó hơi lặt vặt nhưng mà mình cảm giác bạn nó sẽ hơi làm bạn tốn thời gian và công sức để giải quyết nhưng mà nó không phải là một cái công việc rắc rối. Nó cũng không phải là những cái vấn đề mà mình cần phải giải quyết, nó chỉ đơn giản là việc mình phải làm như mọi ngày thôi nhưng mà kiểu giống như là mình có nhiều việc mình phải làm vậy thôi chứ nó không có nặng nề, nó cũng không có um, mang tính là deadline, nó cũng không có mang cái tính là mình phải xử trí hay gì hết, mình chỉ cảm giác là việc tới chân thì mình giải, việc tới việc tới tay thì mình làm. Mình cũng cảm giác là trong cái tháng 2 này một số bạn sẽ phải um, học cách làm việc với những cái người uh, khác nhau và mình cảm giác năng lượng nữ nhiều hoặc là trong một số trường hợp là các bạn cần phải làm việc với những cái đối tượng uh, hơi khác về cái góc nhìn và quan điểm của bạn tuy nhiên mình cảm giác bạn cũng sẽ có một cái sự chuẩn bị hoặc là một cái sự rào đón nào đó trước rồi mình cảm giác công việc của bạn trong thời gian tới nó cũng tương đối ở một cái một cái một cái level hoặc là một cái mức độ nào đó mà bạn có thể cân chỉnh hoặc là bạn có thể tự do quyết định những cái bạn nào mà làm việc với những cái năng lượng nữ lớn tuổi thì mình cảm giác là có người này thì có thể sẽ hơi cứng đầu hoặc là hơi cố chấp hoặc là trong một số trường hợp giống như là mình cảm giác giống như là mạnh ai nấy làm thân ai nấy lo chứ mình cũng cảm giác bạn sẽ không có cover bạn cũng không có thể làm giùm hoặc làm giúp được cho người ta ha và mình cảm giác bạn chỉ lo cho bản thân bạn thôi về cái sự gọi là phỏng vấn và xin việc của các bạn á, trong thời gian tới thì mình cảm giác là cái sự thể hiện của bạn thì cũng tương đối ổn nhưng mà mình mình nói trước là cái chỗ bạn xin đó, nó đòi hỏi hơi cao thành ra nếu mà bạn nào xin hơi bị quá tai hoặc là xin cái vị trí công việc nó cao hơn cái level hoặc là cái năng lực của bạn hoặc là thậm chí là cái thâm niên làm việc của bạn thì mình nghĩ bạn nên cân nhắc lại về cái việc điều chỉnh cv hoặc là điều chỉnh cái 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 công ty mà bạn apply ha. chứ không bằng đi phỏng vấn mình cảm giác là Mặc dù bạn nghĩ là bạn thể hiện tốt nhưng mà mình nghĩ là người ta vẫn không đánh giá bạn cao nha, hoặc là người ta chỉ đánh giá bạn vừa chạm tới cái ngưỡng thôi ha. Rồi, về tình cảm và mối quan hệ của những bạn độc thân bạn có 6 cốc. Bạn có the Temperance và bạn có four ones. Đối với những bạn chọn tụ số 2 thì mình cảm giác là trong thời gian tới các mối quan hệ của các bạn tương đối đẹp, đặc biệt là những cái bạn nào mà có những cái Uh, cơ hội tiếp xúc và làm việc với những cái người uh, mình gọi là thân thuộc hoặc là thân quen mình cảm giác là bạn sẽ có một cái cộng đồng một cái nhớ một cái hội tương đối tốt hoặc là các bạn sẽ có những cái kết nối tương đối gọi là giá trị trong thời gian tới thật ra mình mình không nói là nó sẽ lâu bền hay là nó sẽ um, gọi là có thể đi được đến đâu nhưng ít nhất trong thời điểm hiện tại những cái kết nối mà bạn có là những cái kết nối tương đối tốt hoặc là các bạn sẽ làm việc tương đối ổn hoặc là tương đối thuận hòa với những cái người xung quanh trong các mối quan hệ của bạn thì mình cũng cảm thấy là mọi người khá là trân trọng uh, ý thức và yêu thương các bạn và mình cũng cảm giác giống như là bạn nhận được sự hỗ trợ từ những cái người trẻ cũng như là những cái người um, bên cạnh một số bạn thì mình thấy là có thể các bạn sẽ có lọc có quà có hoa có quả nói chung là có lọc có lá gì đó ở đây nhưng mà mình cảm giác mình cũng không 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 hình dung được nó là cái gì nhưng mà mình cảm giác nó là một cái gì đó liên quan tới một là đi ăn hai là đồ ăn được còn không thì nó cũng là một cái đồ mang tính hỗ trợ, tất nghĩa giống như là thực phẩm, tính nó thực phẩm chức năng nhưng mà chắc mình nghĩ không có ai đi cho thực phẩm chức năng đâu, kiểu giống như là một cái gì đó giống như là bánh trái heo xì bánh bánh ở ừ, bánh trái heo xì thôi, hoặc là một cái gì đó liên quan đến hoa quả, hoa lá hoặc là bông cỏ. À, mình cảm giác các mối quan hệ xung quanh của các bạn trong thời gian tới nó cũng tương đối rồi làm, có thể một số bạn sẽ có một cái cuộc hẹn gặp hoặc là một cái lời mời, một cái sự kiện gì đó mà có thể à, nếu nó liên quan đến đi dự tiệc thì nó cũng là một cái tiệc vui còn nếu không thì nó sẽ là một cái sự kiện gì đó liên quan đến việc gọi là đi chơi hoặc là đi hẹn đi hẹn gặp hoặc là đi hội họp đi đoàn tụ đoàn viên hoặc là trong một số sự kiện là có thể là đi đánh lẻ với một vài người bạn ha mình cảm giác các cái kết nối xung quanh của các bạn tương đối tốt mình cũng cảm thấy là có người tìm gặp các bạn ha còn về chuyện tình cảm thì bà nhị lên thì có sáu cốc và bốn gậy và có the temperance thì mình nghĩ có thể là sẽ có một cái người họ muốn gặp các bạn hoặc là họ muốn tìm hiểu các bạn hoặc là nếu đây là bạn thì mình cảm giác là sẽ có một cái người mà bạn rất là muốn gặp hoặc là bạn đang chờ đợi tin tức từ người này thì mình nghĩ là có thể người này họ sẽ có những cái tương tác hoặc là họ sẽ có những cái, uh, những, cái, những, cái những cái những cái hành động hoặc là những cái lời nói hoặc là những cái tín hiệu hoặc là bắt đầu họ sẽ có những cái uh, những cái uh, dùng từ sao ta những cái um, động thái động tĩnh nào đó trong thời gian tới uh, mình cũng cảm giác bạn sẽ hiểu được cái ý định hoặc là cái mục đích của người này nói chung người này mình cảm giác là họ sẽ tiến tới một cách rất là từ 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 tốn hoặc là chậm rãi với bạn nhưng mà nó sẽ không có quá chậm đâu mình chỉ cảm giác giống như là bạn chỉ cần uh, gọi là thật ra bị mình cảm giác việc của bạn là chỉ ngồi chờ thôi còn nếu không á, thì nếu đây là bạn thì mình cảm giác là bạn cũng sẽ từ từ tiến tới với người ta hoặc là bạn cũng sẽ thấy những bạn cũng sẽ bắt đầu có những cái động tĩnh nhất định trong cái câu chuyện của bạn nếu mà bạn nào đang để ý một cái người trong công ty trong công việc thì mình cảm giác người này thì cũng có để ý với bạn đó. và mình chỉ cảm giác giống như là cái câu chuyện nó sẽ từ từ nó được gọi là unfold ra nó sẽ được mở ra chứ mình cũng không có cảm giác là có một cái sự gì đó gọi là khiên cưỡng ở trong đây nói chung mình cảm giác nó rất là tự nhiên nó đến một cách rất là tự nhiên Um, wow um, tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha. các bạn có được will fortune các bạn có um, kỳ Sĩ cốc và các bạn có uh, bảy kiếm thì đối với những bạn có đôi có cặp thì các mối quan hệ xung quanh của các bạn thì mình cảm thấy là trong thời gian tới có thể là sẽ có người muốn tìm gặp hoặc là có người muốn liên hệ với các bạn và mình cảm giác cái năng lượng của cái người này thì có thể là trong một số trường hợp là một á, là các bạn không có hình dung hoặc là không có nghĩ là cái cái người đó sẽ liên hệ hoặc là liên lạc bạn. Trong một số trường hợp nếu mà bạn nào đang có một cái uh, công việc nào đó với một cái người uh, nam thì có thể là trong trong thời gian tới các bạn sẽ thấy được cái tin tức cũng như là các bạn sẽ thấy được cái tin tức hoặc là các bạn sẽ uh, sẽ có một cái sự gọi là Uh, liên lạc nào đó có thể là từ một cái người nam trạc tuổi hoặc là ngang tuổi các bạn hoặc là trong một số trường hợp là một cái người từ phương xa nếu mà bạn nào đang chờ đợi tin tức từ ai đó thì có thể người này cũng sẽ cho bạn cái tin tức um, mình cảm thấy là nếu mà bạn nào đang phải um, cái này thì nó nghe hơi thừa nhưng mà cũng không phải hơi thừa nhưng mà giận thôi á nếu mà bạn nào đang có một vài cái vấn đề khuất tắc nào đó với một cái người nam hoặc là các bạn đang có một vài cái câu chuyện nào đó nó còn gian dở um, gọi là chưa có giải quyết xong hoặc là có công có chuyện gì đó thì mình nghĩ là trong thời gian tới có thể người này cũng sẽ um, một là giải quyết với bạn hai là bạn cũng tự giải quyết với họ thôi nói chung là bên nào cũng sẽ giải quyết thôi mình chỉ cảm giác là sẽ có sự đưa đẩy đẩy đưa nào đó ở đây để 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 cái câu chuyện này được gọi là khép lại hoặc là được mở ra một cái chương mới cho cả hai bên thôi ở đây không phải chuyện tình cảm của bạn đâu nhưng mà mình cảm giác nó sẽ liên quan đến một cái đối tượng nam có thể là liên quan đến một là người cũ hay là một cái kết nối cũ nào đó liên quan tới chuyện gọi là một là gặp lại hai là giải quyết lại cái chuyện nào đó đã qua ha. Nếu mà bạn nào đang có một cái sự chờ đợi một cái uh, chờ đợi một cái gì đó từ tin tức hoặc là một cái một cái một cái một cái công nhận một cái phê duyệt nào đó hoặc là một cái lời đồng ý nào đó thì có thể là mình nghĩ bạn sẽ nhận được uh, trong trường hợp nếu trong gia đình bạn có một vài cái vấn đề gì đó mình cũng không biết uh, nói chung là một cái công việc nào đó thôi trong gia đình thôi có thể bên nội các bạn thì mình nghĩ là có thể là um, sẽ có cái sự bất đồng về quan điểm nhưng mình cũng không nghĩ có quá nhiều cái sự tranh chấp ha còn về tình cảm giữa các bạn với giữa hai bạn với nhau á thì mình cảm giác có thể là trong hai bạn có một người cái năng lượng nó hơi bị uh hơi bị um, hà khắc hoặc là hơi bị hơi bị mang tính gọi là nam tính hơi bị gia trưởng đó, thì có thể cái người này họ hơi mang tính kiểm soát cái mối quan hệ hoặc là họ hơi dè chừng cái mối quan hệ này hoặc trong một số trường hợp là hơi ghen tu hoặc là hơi mang tính bảo bảo ban và kiểm soát thì mình cảm giác cái người còn lại thì nên cần có một cái sự um, mình cảm giác giống như là nên nói ra hoặc là nên thể hiện một cái gì đó để cho người đối phương cảm giác tin tưởng hơn hoặc là à, có một cái gì đó nên nên có một cái sự điều chỉnh nào đó ở đây ha. Tại vì mình cảm giác cái mối quan hệ nó hơi kiểu thận trọng và hơi dè chừng ha. Về tình à, về à, thời vận và sức khỏe của các bạn ha. Đầu tiên là mười kiếm nữ hoàng cốc. À, ok đúng. À, mình thấy có vấn đề về bao tử ha. Về ruột bao tử coi chừng đau bụng ói. Uh, hoặc một vài cái vấn đề gì đó liên quan đến không tiêu Hoặc là uh, có một vài cái vấn đề gì đó liên quan đến chuyện gọi là uh, Không hẳn nếu không ối thì nó cũng là um, Cũng không phải là đau bụng trúng thực đâu Nó chỉ là một cái gì đó nó hơi kiểu giống như là cái bụng nó lình xình Nó khó tiêu, nặng bụng, no hơi, chướng bụng Nói chung những cái gì nó liên quan tới chuyện gọi là cái bao tử của mình nó hơi kiểu uh, lình xình thôi uh, Một số mình thấy 10kg ở đây có thể một số bạn có vấn đề gì đó về lưng Một số bạn có vấn đề gì đó về... Uh, về cảm lạnh hoặc là muốn bệnh hoặc là cảm thấy không khỏe Trong một số trường hợp nếu mà bạn nào đang có một vài cái vấn đề gì đó liên quan đến gọi là Nhất đầu chống mặt thì có thể là các bạn để ý thêm mình Thời vận của các bạn thì mình nghĩ là có thể là sẽ có một cái sự kết thúc nào đó Trong một cái câu chuyện với một cái người nam Hoặc là có một vài cái vấn đề gì đó cần phải xử trí trước khi um, gọi là qua tháng mới À, mình thấy trong tháng này cũng sẽ có một cái vài cái lời mời một vài cái um, một cái sự mời mọc hoặc là một cái lời mời nào đó từ một cái người năng lượng nữ thôi người này thì mình thấy hiền dễ thương và họ cũng là một người khá là tốt tính thì mình thấy là có lời mời nói chung có tiệc mừng có lọc lá nhưng mà mình vẫn cảm giác liên quan đến đồ ăn rất là nhiều hoặc là đồ ăn thức uống hoặc là đi một cái dự buổi tiệc hoặc là một cái sự kiện còn uh, sức khỏe của mấy bạn thì mình chủ yếu là mình thấy liên quan đến vấn đề về ăn uống hoặc là thức ăn nước uống nha Xin chào các bạn chọn tụi số 3 ha. Trước khi vô phần giải bài các bạn có thể nhấn đăng ký kênh, like, share để lại bình luận cho mình ha. Để lá bài đại diện cho năng lượng tổng quan của bạn ha. nó nothing mới vô ha. Hơi cân nhắc để mình coi coi mình thấy cái gì ta Ít khi nào mình kéo ra được lá này Gần như hiếm, gần như một năm, 12 tháng 365 ngày chắc mình kéo được lần, hai lần à, Mình cảm giác là trong thời gian tới Cái năng lượng của các bạn nó hơi thấp à, Trong một số trường hợp Có thể là một số bạn sẽ có một vài cái à, Một vài cái vấn đề nào đó Mà các bạn có thể là sẽ cần giải quyết Hoặc là cần phải buông hay Hoặc là các bạn cần phải thả lỏng Mình cảm giác là các bạn bớt kiểm soát Hoặc là các bạn để cho mọi chuyện nó diễn ra một cách tự nhiên à, Theo đúng cái quy luật Hoặc là theo đúng cái trật tự của nó ở đây thì mình không có cảm giác là sẽ có chuyện gì Nhưng mà Để mình thử mình lấy à dạ Để mình thử mình lấy bộ bài coi à, Mình sẽ lấy một cái lá bài Mình rút thử coi nó ra cái gì ha Mình ít có khi nào xài bổ sung lắm Oh lock Vậy thôi chịu nha à, Coi như bó tay nha Nói chung là nó sẽ không có ra được rồi đó Mình cảm giác giống như là Câu chuyện này có thể là không có nói được hoặc là không có thể hiện ra được ha trong một số trường hợp nếu mà bạn nào đang có những cái vấn đề nào đó mà uh, các bạn cần uh, nói chung mình thấy là cần giải quyết thì nói chung mình cảm giác giống như là cái năng lượng mà mình không mình không mình không thể nói ra được thì mình chỉ cảm giác giống như là trong thời gian tới thì uh, các bạn cần cần tự nhiên nói chung là sẽ có một số thứ nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát nhưng mà mình cảm giác giống như là các bạn sẽ có cách để xử trí hoặc là uh, nó cũng nó cũng kiểu giống như là mình chỉ cần Uh, thoải mái với nó thôi mình không có cảm giác một cái năng lượng nó quá là ê chề đâu nhưng mà mình cảm giác đôi khi các bạn cần để cho bản thân mình được được đối mặt với với cái việc đó thôi mình không không có cảm giác là năng lượng nó bị thấp nhưng mà mình cảm giác giống như là một số bạn có thể là tương đối muốn xả vai hoặc là các bạn muốn để cho uh, mọi thứ nó mình cảm giác bạn không muốn động tay động chân hoặc là không muốn can thiệp không muốn tác động không muốn cái gì đó ở đây trong một số trường hợp thôi thì để mình thử mình coi ba lá kia làm sao chứ mình cảm giác lên cái đó thì mình thấy hơi um, hơi bó tay ha hai cốc vua cốc cái gì trời tụ này nó làm sao đâu á the tower À, đối với những bạn chọn tụ số 3 này thì công việc của các bạn trong thời gian tới thì mình cảm giác có thể là một số bạn sẽ có một vài cái Um, vấn đề nào đó sẽ diễn ra nhưng mà mình cảm giác giống như là uh, các bạn có thể hình dung được hoặc là các bạn cũng đã có một cái sự chuẩn bị về mặt tinh thần rồi. Uh, mình thấy có mình nghĩ có thể cái vấn đề này không hẳn là liên quan trực tiếp tới bạn nhưng mà mình cảm thấy giống như ví dụ là nó liên quan đến một vài cái đối tượng khác nhưng mà đôi đôi khi vô tình bạn bị bạn bị vạ lây giống như là trâu bò đánh nhau rồi mũi chết á hoặc là trong một số trường hợp đó có thể là sẽ có một cái sự Uh, ra vào sẽ có một cái sự uh, mình thấy có một cái vài cái sự tác động nào đó mà uh, mình cảm giác giống như là bản thân của các bạn uh, bị người khác làm làm ảnh hưởng hoặc là gây ảnh hưởng trong một số trường hợp nếu mà bạn có một vài cái vấn đề nào đó với người nam hoặc là các bạn có một vài cái vấn đề nào đó mà uh, không im xui lắm với sếp hoặc là đồng nghiệp thì có thể nó sẽ có một vài cái sự gọi là hơi thất vọng trong cái cách hành xử cũng như là trong cái cách đối đãi một số bạn thì mình cảm giác giống như là nếu mà các bạn đang có những cái vấn đề nào đó mà liên quan đến một cái người đồng nghiệp nào đó à, mình thì mình không nghĩ là bạn với họ cãi nhau hay là bạn sẽ có một cái vấn đề nào đó gọi là đụng chuyện lớn nhưng mình cảm giác có thể là sẽ có một cái sự rời đi của một cái người nào đó trong công ty của các bạn đặc biệt là những cái người thuộc cái 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 level gọi là trưởng nhóm nè giám sát nè ban lãnh đạo không ban lãnh đạo hiện nay hơi ghê nhưng mà đại loại là một cái sự một có một cái người đứng đầu ha có thể là có một cái sự chuyển giao quyền lực hoặc là trong một số trường hợp nếu đây là năng lượng của bạn thì mình cảm giác là các bạn sẽ muốn rời đi khỏi cái môi trường này tại vì nó có cái gì đó liên quan đến chuyện là các bạn cảm thấy không có thật sự um, thoải mái với cái um, cái người này ha nếu mà bạn nào đang có một cái um, sự cân nhắc nào đó về việc gọi là thay đổi uh, gọi là chỗ làm hoặc là thay đổi về uh, phương hướng làm việc định hướng phát triển bản thân thì mình cảm thấy một số bạn có thể là các bạn sẽ chọn cách gọi là uh, cân nhắc đến việc gọi là uh, rời đi hoặc là chọn một cái môi trường nó phù hợp hơn và mình cảm giác giống như là có thể một số bạn sẽ nghe tin tức về việc thuyên chuyển những cái bạn nào mà đi phỏng vấn xin việc và tìm việc đó, thì mình cảm giác là có thể là khoảng thời gian này không nên không nên hoặc là khoan hả mình cảm giác giống như là hãy cân nhắc về cái việc bạn muốn đi đâu làm gì và chuyển hướng ha bài lên khá là gọi là sốc ngoài dự định nha này tụ một với tụ hai mình không thấy có vấn đề nhiều nha nói chung cũng không biết nhưng mà có thể là đôi khi nó chỉ là lên vậy thôi nói chung mọi người cũng đừng có quá quan trọng quá quan trọng với cái việc bài nó lên như thế nào mình cũng hơi khớp đó mình cũng khớp vài giây đó à, tình cảm và mối quan hệ cá nhân người đưa tin tiền 8 cốc 8 gậy mình thấy có người tìm các bạn nam Uh, mình thấy có một cái năng lượng nam tìm các bạn và mình cảm giác giống như là cái người này thì họ rất là mong muốn được kết nối và họ cũng khá là mong muốn được gọi là tiếp cận các bạn nhưng mà uh, mình sẽ chưa giải cái này là tình cảm hay là công việc hay là cái gì mình chỉ cảm giác là một cái người muốn tìm gặp các bạn thứ hai là mình thấy một cái năng lượng cũ một cái người cũng là năng lượng nam nhưng mà nam nam cũ thôi khác cái năng lượng nam hồi nãy ha Uh, cũng tìm gặp các bạn nhưng mà mình cảm giác là mình không biết là các bạn có muốn gặp hay không thứ ba nữa là là mình cảm giác là trong thời gian tới các bạn sẽ có nhiều cái cuộc gặp gỡ và làm việc cũng như là đối thoại với một vài cái người nhưng mà mình cảm giác là một số bạn sẽ tương đối thận trọng trong cái việc giao tiếp thận ta, thận trọng trong cái việc làm việc và tiếp cận với những cái đối tượng xung quanh mình cảm giác bạn chọn cách Um, mặc dù bài lên 8 ngày nhưng mà mình lại cảm giác bạn không có nói nhiều nha mình cảm giác bài lên đây là có định nothing nữa lock mình cảm giác bạn không chọn phương án trao đổi hoặc là nói chuyện hoặc là làm việc nhiều ngược lại bài lên lại cho mình một cái cảm giác là bạn sẽ khá là kín tiếng khép lòng đóng lòng hoặc là khá là thận trọng trong việc giao tiếp và làm việc với những người xung quanh mặc kệ cho những cái đối tượng xung quanh có ý định tiếp cận hoặc là làm việc như thế nào với bạn bạn chọn cách là mình làm việc của mình thay vì việc mà mình uh, gọi là thay vào thay thay bằng cái việc là mình phải giải bài trình bài hoặc là thuyết trình gì đó ở đây mình cảm giác bạn chọn cách tiếp tục làm việc hoặc là thực hiện cái mà các bạn đã và đang thực hiện ha trong một số trường hợp mình mình cảm giác thời gian tới các bạn sẽ có sự đầu tư vào một cái lĩnh vực hoặc là một cái mảng miếng nào đó mà mình cảm giác giống như là nó sẽ mới và nó đòi hỏi cái sự học hỏi trao dồi và chui rèn gì đó của các bạn ha và mình cảm giác là các bạn cũng sẽ thấy khá là hứng thú trong cái lĩnh vực hoặc là trong cái mảng miếng mới này một số bạn thì mình cảm giác là các bạn có ý định thử sức trong một cái lĩnh vực Um, có liên quan đến mình không nghĩ là tài chính đâu mình cảm giác liên quan đến năng lực của bạn năng khiếu của các bạn nhưng mà mình thấy khá là mới nha um, một số bạn thì mình cảm giác là có thể là trong thời gian tới sẽ có một cái năng lượng Nam mà mình cảm giác giống như là nó đòi hỏi các bạn phải làm việc với người này nhưng mà mình cảm giác giống như là um, bạn sẽ cũng khá là thận trọng khi làm việc với người này ha mình cảm giác một cái năng lượng nó hơi mang tính rồi là giữ chừng mực um, trong các kết nối của mấy bạn thì về phần tình cảm á, thì hồi mình thấy ở đây có một cái năng lượng mình không biết là bạn thích người ta hay là người ta thích bạn nhưng mà mình cảm giác là có một cái người để ý tới bạn và mình cảm giác là nó sẽ có những cái sự xây dựng hoặc là xây đắp uh, từ từ nhưng mà mình cũng chưa thấy một cái sự cam kết nhưng mình thấy cái mối quan hệ này nó sẽ có những cái sự trao đổi nhiều có những cái sự gọi là um, học hỏi làm việc và đôi bên cùng cùng tiến giống như một cái đôi bạn nhưng mà um, giống như là nó giống như mình 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 nói là nó có thể là cả hai bên đều có tình ý hoặc là tình cảm với nhau nhưng mà nó sẽ xây dựng trên trên cái trên cái nhãn hoặc là trên cái mát là tình bạn trước ha chứ nó còn tình cảm thì chắc chắn là nó có đó nhưng mà nó sẽ xây trên cái mát là tình bạn rồi về thờ tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp ha cũng không biết trong công việc có chuyện gì mà nó quất lên một phát xong cái mình đơ luôn tới giờ luôn 10 à, cốc chứ còn lại thì mình cũng không thấy có vấn đề ha năm kiếm về đời sinh nó đơ luôn tới giờ ừ, về tình à, về tình cảm và mối quan hệ của những bạn có đôi có cặp đúng là thiệt hả? hơn hai lá này xong rồi mình đơ luôn thật ra ngay từ lúc mà lên The nothing là mình đã đơ rồi um, mình cảm giác là trong thời gian tới các mối quan hệ xung quanh của các bạn chủ yếu xoay quanh vấn đề về gia đình ha một vài cái vấn đề gì đó liên quan đến người thân trong gia đình người nam hoặc là một vài cái vấn đề gì đó liên quan đến gọi là Ờ, dự định và kế hoạch của các bạn nếu mà bạn nào đang có những cái dự định ấp ủ muốn thay đổi bản thân, muốn làm mới bản thân muốn mở rộng bản thân hoặc là liên quan đến việc là thay đổi về địa điểm nơi ở, sinh sống, làm việc hoặc là các bạn đang có ý định làm mới hoặc là nhờ vả gia đình gì đó thì mình cảm giác có thể ban đầu gia đình của các bạn sẽ hơi um, hơi cân nhắc hoặc là hơi thận trọng đắn đo trong cái việc ra quyết định trong một số trường hợp nếu mà các bạn có ý định gì đó mà liên quan đến cái việc mà kiểu giống như trao đổi thỏa thuận thương thảo thì mình nghĩ là các bạn cần có một cái sự uh, gọi là trình bày thể hiện một cách rõ ràng cũng như là nói rõ cái quan điểm của các bạn ra, mình cảm giác là người trong nhà của các bạn sẽ hiểu hoặc là sẽ thông cảm hoặc là cũng sẽ uh, hỗ trợ các bạn dĩ, dĩ nhiên là mình còn phải tin vào quyết định của mình thì người ta mới tin được, còn nếu bản thân mình còn không tin thì mình nghĩ là là khó lòng mà thuyết phục trong một số trường hợp thì cái năng lượng này nếu không phải thuộc về gia đình thì nó sẽ thuộc về một cái người nam lớn và bạn sẽ cần phải chứng minh được cái năng lực của bạn với một cái người nam lớn hoặc là một cái người một cái người đứng đầu mình cảm giác trong thời gian tới một số bạn thì sẽ có những cái sự di chuyển mình thấy ngắn thôi gần thôi mình không thấy cái xa nhưng mà mình cảm giác giống như là các bạn sẽ có cơ hội được học tập và làm việc với những người mình nói trước là có tốt có xấu ở đây thì cũng có những người rất là yêu thương rất là uh, quý mến các bạn ngược lại cũng sẽ có những người mình thấy rất là hạnh hẹ rất là uh, mặt lớn mặt nhỏ nhưng mà mình cảm giác nhìn chung thì cũng không có tới độ gọi là uh, ma củ ăn hiếp ma mới hoặc là kiểu giống như là bóc lột hay là um, xấu xí nhưng mà mình cảm giác là sẽ có cái năng lượng hơi hơi xấu một chút ha trong một số trường hợp nếu mà bạn nào có um, gọi là có những cái kết nối mới trong thời gian tới thì mình sẽ cảm giác giống như là một số bạn sẽ có một vài cái kết nối tương đối thân tình, mến thương, tình thương nói chung sẽ có gặp được những cái người tương đối tốt, năng lượng của họ cũng tương đối là uh, cởi mở, thân ái và mình cảm giác họ sẽ hỗ trợ và giúp đỡ bạn trong thời gian tới ha. Tại vì có đời Sun và mười cốc, một số bạn sẽ gặp được một vài cái người mình nghĩ là sẽ là một cái tấm gương hoặc là một cái người tương đối hỗ trợ bạn trong công việc và sự nghiệp. Về chuyện tình cảm giữa bạn với đối phương á, thì mình cảm giác một số bạn thì sẽ có một cái sự um, mình cảm giác giống như là cần sẽ phải làm việc với nhau nhiều hơn về những cái phần khuất tắc ở bên trong chẳng hạn giống như là về vấn đề của cả hai bên về những cái vấn đề của nội tâm bên trong tức nghĩa là nếu mà bạn nào có những cái vấn đề mà khó nói hoặc là có đang gặp những cái khó khăn mình nghĩ tốt nhất là nên chia sẻ với nhau hoặc là nên làm việc với nhau thay gì um, thay vì mình chỉ thể hiện ra cái mặt tốt hoặc là giấu đi cái phần xấu của mình Nói chung là nên cho đối phương thấy những cái khía cạnh không tốt của mình thay vì đeo một cái mặt nạ ha. Tại vì mình cảm giác giống như là ở đây nó rất là mang tính cởi mở, nó mang tính gọi là làm việc với nhau. Về thời vận và sức khỏe của các bạn ha, các bạn có hai gậy các bạn có được full và các bạn có năm kiếm đúng là thời gian tới trong một số các bạn sẽ gặp vài cái vấn đề liên quan đến các cái kết nối xung quanh đặc biệt là liên quan đến con người ha mình thấy thiên thời địa lợi nhưng mà nhân không có hòa ha có thể là trong một số trường hợp có thể hồi nãy ở đây nè cái là the với the lock ở đây và the tower nó liên quan đến kết nối về con người thôi có thể là gặp thị phi về con người tại vì năm kiếm tức nghĩa là bị người ta ghét hoặc là bị người ta không ưa hoặc là bị nói lời thị phi hoặc là trong một số trường hợp là bị gấp lửa đổ uh, gấp gấp lửa gấp lửa để tay người ha nói chung là có cái gì đó liên quan tới chuyện là bị đổ thừa hoặc là trong một số trường hợp là mình cảm giác giống như là bị đóng vai én á tức nghĩa là bạn làm cái việc đó nhưng mà bị người ta nói là bạn đóng vai én nhưng mà thiệt ra là cái việc đó là việc chẳng nặng ha mình cảm giác bạn cũng không muốn nhưng mà mình cảm giác giống như bị người ta đặt điều, bị người ta nói nói ra nói vào nhưng mà mình cảm giác bản thân bạn cũng hiểu rõ cái việc bạn làm, thành ra mình cũng cảm giác là không có ảnh hưởng gì nhiều đâu. Thành ra nói chung là nó chỉ là một cái sự thị phi thôi và mình cảm giác bạn có thể mặc kệ và bỏ qua nó được, tại vì hai gậy và được phun tất nghĩa là cứ lượng qua là được, không cần để tâm. À, về sức khỏe của các bạn trong thời gian tới thì mình cảm giác chủ yếu là các bạn để ý nhiều đến vấn đề về đi đứng một vài cái vấn đề đó liên quan đến đồ đạc mình không thấy mất mát hay là bị cái gì nhưng mà mình cảm giác là nó hơi lĩnh kỉnh ha một số bạn thì mình cảm giác là có thể là trong thời gian tới các bạn sẽ có bắt đầu một vài cái cái hành trình nào đó mới và mình cảm giác nó sẽ tương đối mới mẻ với các bạn ha về sức khỏe thì mình cảm giác là các bạn sẽ hơi bị mệt hoặc là hơi bị căng thẳng về mặt đầu óc tuy nhiên mình cảm giác cũng hơi lo một số bạn sẽ có một vài cái vấn đề đó liên quan đến việc gọi là lo lắng hoặc là bồn chồn ha hoặc là hơi hơi buồn hơi chán ăn ha nhưng mà cũng không có vấn đề gì nhiều ha